dữ quá vậy? Mỡ nuôi cực lắm mới được như đây nè. Mà năng vậy chắc chạy hết mỡ quá. Ai vậy? À, cái quỷ gì đây? Ý, quyển sách của ai đánh rơi đây? Có ký tên Mặt Trời Đẹp Trai, chắc là của ông Mặt Trời nè. Ồ, ngủ rồi. Vậy lát mình sẽ đưa cũng được. Đồ xịn thì phải xài thử. Để xem có cái gì hay nào. Cách tạo mây. Bla, cục mây kéo ra. Ý, hay nghe. Ê Bụng Bự, sao bạn còn ngồi đây? Mai kiểm tra rồi đó, bạn học bài chưa? Chưa học chữ nào đó. Vậy là bạn còn không lo về học đi. Chắc gì ngày mai kiểm tra. Chà chà, để xem khúc nào là khúc gọi bão nè. Cấp báo, bỗng nhiên có một đợt áp thấp nhiệt đới không rõ từ đâu ra kéo vào đất liền. Các cơ quan, trường học được tạm nghỉ để tránh bão ngày hôm nay. Thôi, hôm nay con ở nhà đi, không phải đến trường đâu. Oh yeah, quyển sách đúng là số 1, kêu mưa gọi gió thoải mái luôn, cảm thấy thiệt là quyền lực. Nhưng mà ăn mì gói đỡ nha, tại nhà mình hết đồ ăn rồi, bão như vậy mẹ không có đi chợ được. Ăn mì gói ngán lắm. Bụng bự. Mẹ ơi, mẹ. Cái nào là khúc tách bão đây ta? Thôi xong, ai cứu mẹ không chơi? Ông Mặt Trời ơi. Thì ra Bụng Bự là người nhặt được sách của ta mà không trả. Dạ con xin lỗi ông. Sau này mà lượm được của rơi thì nên tìm cách trả lại cho người mất ngay. Mượn tạm hay xài thử thì cũng không nên. Chưa hết, nghịch đồ nguy hiểm mà không nghĩ tới hậu quả nữa, mẹ phạt con không được xem tivi một tháng. Con chừa rồi. Nhân dịp Tết đến, ba mẹ lì xì cho con này đốm. Dạ, năm mới con chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Mẹ lì xì cho con nè. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Vui quá là vui. Hả? Hello, chúc mừng năm mới nha. Năm mới phát tài chưa đốm? Ủa, phát tài là sao? Là bạn nhận lì xì chưa? Rồi. Hồi sáng, ba mẹ mình lì xì cho mình rồi. Ý mình là bạn đi chúc Tết vòng vòng mọi người chưa? Người lớn sẽ lì xì mình khi mình chúc Tết đó. Chưa. Vậy thì đi đi. Chứ có mỗi một bao lì xì của ba mẹ thì làm sao đủ xài. Bò vàng nói đúng á đớm. Hai đứa mình đi chúc vòng vòng đi. Ai đó? Dạ, năm mới con chúc bác nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Mấy đứa chờ một chút, bác đi lấy lì xì cho. Cách này hiệu quả ghê. Nè, cô lì xì cho hai đứa nè, chúc mấy đứa sang năm học giỏi nha. Dạ, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Hôm nay vui ghê á, được quá chân lì xì luôn. Quá chừng luôn. Hôm nay con với Bụng Bự đi chúc Tết, được quá cho tiền lì xì luôn. Nhưng mà sao có bao nhiêu tiền, bao ít tiền vậy ba? Vậy là con chưa hiểu được ý nghĩa của lì xì rồi. Người Việt của mình theo phong tục cứ giao thừa hoặc là mùng 1, cả nhà sum vầy, con cháu mừng tuổi người lớn trước,
rồi tới lượt ông bà. Cha mẹ lì xì lại cho con cháu để may mắn cả năm. Những người tới chơi cũng được nhận lì xì từ chủ nhà hoặc là ngược lại. Số tiền bên trong ít nhiều không có quan trọng đâu con. Quan trọng là lấy hên, là mang ý nghĩa may mắn đó. Ồ, thì ra là vậy. Con cảm ơn ba, con hiểu rồi. Mai con sẽ nói lại với Bụng Bự. Lớn giỏi lắm, vậy mới là con của mẹ chứ. Sao Rốt đi học về mà không chào ba vậy con? Dạ, thưa ba, con đi học mới về. Bà ngoại bị bệnh, cho nên mẹ con qua chăm sóc cho ba mấy ngày. Thôi, con lên cất tập rồi phụ ba nấu ăn nè. Dạ. Hơi, hai cha con mình sẽ vất vả rồi đây. Con mời ba ăn cơm. Mặn quá ba ơi. Thôi, con ăn món khác đi. Ba ơi, canh chua quá. Không có mẹ ở nhà thiệt là khổ. Thôi, ráng đi con. Ngày mai chắc chắn ba sẽ nấu ngon hơn ha. Dạ. Bây giờ ba phải đi giặt đồ, đốn đồ rác giúp ba, rồi lên dọn dẹp phòng của con luôn nghe. Dạ. Giờ mình đã biết hàng ngày mình phải vất vả như thế nào. Thương mẹ quá. Từ hôm nay trở đi, mình hứa sẽ cố gắng giúp mẹ làm việc nhà. Mưa to ghê ha, lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy. Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ý, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Ý, hình như có cái gì lạ lạ. Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Sắp tới rồi. Tới nơi rồi. Bây giờ mình đi lại mấy chiếc trứng cầu vồng xem có con gì ăn mất nó không. Con muốn xa mẹ đâu. Ngoan nào con trai, con đã lớn rồi, con phải ra đó với các anh chị của con chứ. Nhưng mà không có mẹ thì buồn lắm. Xin chào trứng tím, anh là Đốm. Anh tới đây để tìm hiểu tại sao cầu vồng trên kia chỉ có 6 màu thôi. Thì ra em còn ở đây. Cầu vồng có 6 màu thì làm sao hả anh? Anh nghĩ là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của anh là học thật giỏi, để sau này lớn lên thành một người có ích. Còn em, anh nghĩ nhiệm vụ của em là ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ?
Đúng rồi đó con trai, mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh, hẹn gặp mẹ trên đó. Tạm biệt. Xin chào ngày mới. Dậy đi con. Dạ, chú con mới đi học mà mẹ, cho con ngủ xíu nữa đây. Không, dậy làm bài đi, trưa còn đi học nữa. Mẹ có để đồ ăn sáng ở dưới đó, ăn nhanh rồi học bài đi, mẹ đi chợ đó. Dạ. Chán ghê, mới sáng sớm mới dậy rồi. Ước gì lúc này còn được nằm trên giường. Ôi, chuyện gì vậy? Ôi. Ồ, hình như cây đũa này có phép. Đem đồ ăn sáng lên đây. Vậy vậy, lại gõ đôi đũa, đồ ăn sáng bay tới trước mặt mình luôn. Đây chắc chắn là đôi đũa phép thuật. Ghê quá vậy, giống như cây đũa của mấy bà phù thủy hả Đơm? Tất nhiên là hơn luôn rồi. Phù thủy chỉ có một chiếc đũa, mình có cả đôi. Ghê. Nhưng mà bạn làm bài buổi trưa đi học chưa đó? Chuyện nhỏ thôi. Đơm Đơm, làm giùm mình nữa. Chuyện nhỏ. Như vậy có tính là ăn gian không đó? Trời ơi, mẹ lo gì? Bây giờ thì cùng nhau đi học nha. Ê, đi học kiểu này thích quá rồi Đơm. Ừ, mai mốt đi nữa đi. Tới giờ học rồi, mấy em vào chỗ lấy tập ra cho cô kiểm tra bài nè. Đốm, bụng bự, trả lời cho cô biết làm sao các em làm được bài tập toán tập 2 mà bây giờ mới có học kỳ 1. Lên đây giảng lại cho cô xem. Khai thiệt đi, mấy em nhờ ai làm giùm mà làm lộn tập vậy phải không? Dạ, tại em nhờ đôi đũa phép này làm giùm. Đũa phép hả? Các em phải tự thân mình làm thì mới học được kiến thức trong bài học chứ. Đây là tội không trung thực, gian dối trong học tập. Một lát cô sẽ gọi phụ huynh hai em lên. Đáng đời, ai bảo ăn gian. Đúng là nhà khoa học số 1 luôn á. Cho hỏi, đây có ai là nhà khoa học chuyên nghiên cứu đủ thứ trên đời không? Chính là tôi đây. Mời vào nhà chơi. Chuyện là thế này, tôi vốn cũng là loài chim, nhưng tôi đã tập bay đủ kiểu mà chẳng thế nào bay được. Tôi cũng là chim mà, tôi muốn được bay một lần thôi, anh giúp tôi được chứ. Chim cánh cụt vốn tiến hóa đã thích nghi với môi trường giá rét rồi, đôi cánh còn chút xíu, sao mà bay được? Nha, nha, anh là nhà khoa học đại tài mà. Ha, có cách rồi. Chúng ta không bay lên được là vì có trọng lực của trái đất giữ chúng ta lại. Hai vật có khối lượng thì luôn hút nhau, mà trái đất thì nặng hơn chúng ta rất là nhiều lần, nên chúng ta mới bị trái đất hút lại đó.
Ví dụ, ta có một tấm màn đang căng, ta quăng lên đó một trái dừa, tấm màn chìm xuống. Rồi ta tiếp tục quăng lên đó một món đồ chơi nữa, món đồ chơi sẽ bị hút về chỗ trái dừa. Vậy nếu chúng ta có thể giảm được hút đó đi thì... Thì chúng ta sẽ bay lên. Chính xác. Đeo cái này vô, rồi dặn vanh trọng lực xuống. Ồ, mình bay được rồi nè. Vui quá à. Hả? Mình cũng bay được rồi nè. Cuối cùng cũng bay được một lần trong đời. Mà bay còn chậm quá. Chắc là giảm thêm tí xíu nữa đi. Ý, đừng, đừng. Trời đất ơi. À, à. Ai cứu tôi đi. Chỉ tại cái tật hấp tấp mà giờ bay ra tiếp ngoài vũ trụ luôn rồi. Lần sau cho dù có phấn khích tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải nhớ suy nghĩ trước khi làm nghe chưa. Ê, 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 nhìn kìa, ông mặt trăng cũng ngủ gục giống mình trong lớp nữa kìa đó. Mắc cười ghê. Thì buổi tối ai cũng buồn ngủ chứ bộ. Hơn nữa, ông mặt trăng làm việc quanh năm thì mệt cũng là bình thường thôi. Mà ông mặt trời á, mình thấy còn chiếu sáng cho muôn loài nè, mang sự sống tới cho mọi vật được. Chứ ông mặt trăng thì có làm gì buổi tối đâu, toàn ngủ khò khò không à. Được rồi, từ ngày mai, ta nghỉ đi du lịch luôn cho biết. Chết rồi, mình nói vậy ông mặt trăng cũng nghe được hả? Chả biết được, mà chắc không sao đâu. Mặt trời quan trọng hơn, chứ mặt trăng thì có cũng được, không có cũng được mà. À, ông trăng đi thiệt rồi kìa. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Tin mới nhận, thủy triều bỗng nhiên dâng cao vào giữa trưa, nhiều du khách tắm biển không đề phòng đã bị cuốn vào dòng nước. Trời ơi, tình hình tệ quá, có cách nào khắc phục không hả ba nó? Thủy triều lên xuống là nhờ có lực hút của mặt trăng. Bây giờ mặt trăng biến mất tiêu thì thiên tài khoa học cũng bó tay thôi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Thấy chưa, mình đã nói mà, ai biểu mấy bạn chọc ông trăng làm gì? Thì mình đâu có ngờ là ông trăng lại quan trọng như vậy đâu. Thôi, đừng cãi nữa. Tụi mình làm sai nên bây giờ mới đi sửa sai nè. Điều quan trọng nhất bây giờ là đi xin lỗi ông trăng, chứ không phải cãi lộn đâu. À, đớp nói có lý á. Đớp, có chân kìa. Xong rồi, không kịp né rồi, thì thật to quá. Mấy đứa có sao không? Ồ, một chiêu đánh tan thiên thạch của ông mặt trăng đây sao? Ngầu ghê. Cũng bình thường thôi, cao thủ ẩn mình mà. Ông mặt trăng ơi, tụi con xin lỗi vì đã nói về ông không tốt. Tụi con không ngờ ông là quan trọng với cuộc sống như vậy. Ta biết trách nhiệm của mình mà. Mặt trăng rất quan trọng đối với trái đất. Nếu không còn mặt trăng nữa thì trái đất sẽ mất ổn định, hàng loạt núi lửa sẽ hoạt động và động đất thường xuyên xảy ra. Trời, nguy hiểm quá. Chưa hết đâu, mất đi mặt trăng thì trục trái đất sẽ bị đảo lộn. Mỗi ngày trên trái đất chỉ còn 6-8 tiếng mà thôi. Các mùa xuân, hạ, thu, đông cũng biến mất luôn. Hả? Nhưng mấy cháu đừng có lo, vì ta sẽ không bỏ rơi trái đất đâu. Còn bây giờ thì cùng về nha.